chào người nha. Bữa nay mình cùng chị An và anh Tâm cùng anh Thân đến được nhà của anh Tâm để thăm và trao tiền cho cháu họ bị bệnh thủng tim bẩm sinh đấy các bạn. Giờ xem tiếp và qua bên sông để trao tiền và thăm hỏi gia đình như thế nào nha. Xin tiếp theo các bạn. Bây giờ mọi người đã qua sông an toàn các bạn. Bây giờ về nhà thăm vợ thăm hỏi gia đình. Bên này như cũng có bà con hàng xóm đến thăm gia đình. Sao lắc đầu vậy? Bữa nay lót vậy luôn hả? Bữa nay lót lót màu thấy sạch ha. Bụi bay quá. Ở đây cô là bà ngoại hả? Bà bác. Hai chào các bạn nha. Bây giờ mình đã vô không ai ẩm heo hết trơn á, để heo nằm đây em. Cháu rồi các bạn. Nha. Yeah. Mặt biết hết trơn. Cái này là chính xác là bao nhiêu tháng? 8 tháng. 8 tháng. Tháng. Mũi mũi cắn em hay gì nè? Hơn 8 tháng mà bị nhỏ bị bệnh thủng tim các bạn. Cái tay nó coi nè các bạn, nó xíu gì nè. Ở ngoài thì các bạn mới biết mà cháu nó nhỏ coi nào các bạn. Dạ. Chào con hả? Dạ. Chào. Không ai ẩm con ở trơn á. Bỏ con nằm vậy đó. Bỏ con nằm vậy đó. Nằm vậy đó. Ai ẩm hết trơn. Bỏ như vậy á. Chị đẹp ha. Ừ. Biết không mà nói chuyện nó dòm kìa. Nó biết mà. Muốn nói chuyện với ba em con hả? Gần, chứ gần thôi nôi gần tuổi à. Con nói cái gì? Ủa mỏ. Chào con hả? Chào. Muốn nói chuyện đó. Hả? Muốn nói gì nè? Muốn nói gì? Nói đi. Cô nghe nè. Đây, lúc trước mình cũng cùng vợ chồng của Trang vô đây để trao phần tiền trước à. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều mạnh thường quân thì mình sẽ vô đây trao tiếp số tiền còn lại cho gia đình để lo việc đi khám và chữa bệnh cho cháu ở Sài Gòn. Chào mọi người nha. Bữa nay mình tiếp tục đi nhà của Tâm ở đây cùng hai chồng của chị An và anh Thần vô để trao lại cái số tiền của các mạnh thường quân đã góp quyên góp và ủng hộ các bạn giúp đỡ gia đình. Cháu thì chỉ mới có hơn 8 tháng tuổi mà chỉ có 3.2 các bạn ơi. Tay chân rất là nhỏ các bạn, bị thủng tim bẩm sinh. Cho nên là rất là gia đình ở nghèo nó rất là khó khăn trong cái việc mà đi khám và điều trị ở tại thành phố Hồ Chí Minh các bạn. 3.2 mà nó xíu đó, ai chưa coi cái về bé mà cụ thể hơn thì có trong clip trước các bạn. Đây bây giờ mình cũng đọc tên danh sách các mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình của anh Tâm. Đây danh sách các mạnh thường quân ủng hộ cho mà gia đình của anh Tâm gồm có em Trâm xóm chùa gửi về 1.000.000, Di Lệ chị bán cá trong nhà lòng chợ 200.000, chị Hương Giang bên Mỹ 100 đô, cô Nhẹ mầm non phường 2 200.000, cô Thu Hảo mầm non phường 2 500.000, em Liền Kinh Tư 200.000,
bạn Đức Sài Gòn 200.000, bạn Sáng ở khóm 1 200.000, Chế Xuyên ở Bạc Liêu 500.000, Dì Lệ em bán cá 300.000, bạn Đàm Công Danh ở Phụng Hiệp 200.000, anh Giang Công Tại Thế Giới Nội Thất Trường Phúc 1.000.000, Thư Nguyễn Sóc Tỉnh 200.000, Thủy Khóm 1 200.000, Lâm Thị Thảo Mộc bên Mỹ 100 đô, cô Như Mầm Non Phường 2 200.000, Quỳnh Như Khóm 2 300.000, vợ anh Đệ Khóm 1 bán cháo 200.000, Hận ở Sài Gòn nít Phong Lan Tím 1.000.000, chị Hằng ở Sài Gòn 500.000. Tổng số tiền là 200 đô cộng với 7.100.000, mình đã đổi số tiền 200 đô ra được là 4.620.000, cộng với 7.100.000 là 11.720.000 các thầy. Thì mình bàn giao số tiền là 11.720.000 cho gia đình của anh Tâm. Một triệu, hai triệu, ba triệu, bốn triệu, năm triệu, sáu triệu, bảy triệu, tám triệu, chín triệu, mười, mười một, 11.720.000. Dạ, em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân và những người đã giúp đỡ gia đình em. Cảm ơn các cô chú và các lòng hảo tâm của các anh chị đã giúp đỡ cho bé có tiền đi chữa bệnh và lấy thuốc uống hàng tháng. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân và cảm ơn những người làm chương trình. Cảm ơn những nhà tài trợ và mấy anh chị đã góp sức, góp số tiền này cho em, cho con em được đi lấy thuốc uống hàng tháng. Em xin cảm ơn rất nhiều, rất nhiều. Này là tháng anh gửi luôn đi, một tháng sau mình mới đi nữa hả? Dạ, tháng sau mới đi gửi tại giúp em thêm ha. Dạ, anh, dạ em cảm ơn anh chị. Vợ chồng chị An cũng gửi giúp thêm gia đình của Tâm. Thì ở đây mình cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân gần xa trong và ngoài nước đã tiếp tục ủng hộ về cho hiểu gia đình của anh Tâm. Và tin tưởng đối với kênh Cái Năm TV và cùng đồng hành để giúp đỡ tiếp cho những hộ nghèo và những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo và những cái hộ trước đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, cũng như là mang phát tài để có thể là có điều kiện để tiếp tục giúp đỡ những hộ nghèo và khó khăn, bệnh tật, những người già neo đơn và cũng như hoàn cảnh gia đình của Tâm ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì em cũng cảm ơn gia đình của chị An cũng hay đồng hành cùng Ngã Năm TV để giúp đỡ cho nhiều hộ. Thì anh chị cũng làm ở Sinh Tôn Thiên Lộc ở Ngã Năm, thì cũng cảm ơn gia đình rất nhiều. Cho phải không? Ông gái còn mình còn đi khám bệnh ở thành phố không? Dạ có, mới đi bữa hôm em mới đi Cần Thơ rồi xong rồi về cái nó bị sốt, mới đi chạy ra Long Mỹ lấy thuốc cho nó. Dạ là đúng là uống em uống hết lọ đó, tới bây giờ tới tháng đi Sài Gòn. Ủa rồi bữa hổm nè, có mấy hả mấy cái Mạnh Thường Quân nói lại nhà có ai lại không? Không. Có điện nói mà thứ sáu là cái dạng như người ta xuống là ta sắp xếp công chuyện ta xuống. Thứ sáu này hả? Dạ. Mà thứ sáu được rồi á, mà bây giờ tới giờ thì không nghe thấy điện nữa. Bữa nay là đúng không? Bữa nay nó năm. Bữa tuần này nữa là hai tuần rồi. Nghĩa là nó xuống là xuống thứ sáu rồi, rồi nhưng chắc là hốt rồi đúng không? Hốt rồi, trời tao bận công chuyện tao không xuống được. Cái đi cái gì dạ. Nhiều cái ví dụ như người ta muốn giúp người ta dạ. Có lòng tao mới điện đó dạ. Mà đúng lúc cái công việc cái này kia tao không có giúp dạ, khi nha, ta có công việc người ta ở chợ người ta chưa xuống kịp thì mong là Mạnh Thường Quân thấy hoàn cảnh nghèo vậy đó đi giúp đỡ cho cháu, không có tiền đi mua uống thuốc hàng tháng thôi chứ không còn mong gì. Còn mong cho cháu nó mổ tim được, nó mạnh khỏe rồi là rất mừng. Cái này mình liên kết với cái chỗ trái tim nhân ái đó. Không, tại vì bên Tâm cũng có đăng ký bên kia rồi. Ta đã nửa tháng nữa là có đoàn mổ tim miễn phí về. Có đoàn mổ miễn phí về cho nên ông cháu lên chợ anh coi cho nó xét coi sao. Đúng rồi, khám rồi sao? Dạ. Bữa đi lấy thuốc ngoài bác sĩ có nói. Sợ là còn nhỏ quá. Dạ còn nhỏ, sức khỏe nhỏ. Chị sợ sức đề kém. Ông nói là cái đoàn này xuống người ta mổ, người ta khám, người ta mổ nhanh hơn cái trên thành phố nữa. Nhưng mà được thì cơ hội mình cứ đi thử.
có cho xuống rồi em mới là xuống bệnh viện nữa. Nghĩa là bé nó còn quá nhỏ cho dạ. Em đi bệnh viện nào em cũng vô xin bác sĩ cái dạng như có như dạng như có đoàn từ thiện vậy đó, nó hoàn cảnh gia đình vậy đó. Mong bác sĩ giúp giùm cho bé nó mổ, như hoàn cảnh nghèo không có tiền để mổ vậy đó. Đăng ký xin số điện thoại cho để lại số điện thoại cho bác sĩ. Thì có rồi nó trên trà lao cho nó cái có đoàn từ thiện xuống bác sĩ có điện. Xin mời ngồi luôn. Cũng dữ lắm thở mà tới gần cổ mà phì ra phì vô luôn. Đây cũng cố gắng lên thì sao không? Dạ nói chung là tới đâu tới đó, nói chung là mới gắng lo con mình. Nhưng không dài là như mình có cân lại bé được bao nhiêu chưa hay là mình có cần phải nó y chang vậy chứ không có không không có lên chồng vòng nào lên chồng vòng nào thấy không biết chuyện. Nó nghe nè mình tập cho nó ăn thử thôi. Nó ăn mà nó ăn nó không cái này nè nó ăn cháo rồi cho mấy, ăn cháo mấy cái này nè phải lao cho nó sạch sẽ lao rồi đó mà nó có lại nữa rồi nè không biết sao á mình lao nhưng mình mà cái nè không phải em có tắm cho nó không 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 mình ra ngoài chợ ngoài tỉnh tây mình hỏi người ta có cái dung dịch nào mà để lao cho bé không hiểu không để lao cho bé tại vì đôi lúc mình lao không sạch nó cũng không có tốt. Bữa lấy mấy cô kêu lấy dầu dừa lấy dầu dừa thay sạch trơn không mà tự dưng vợ nó có lại nữa mình làm mà không sạch trơn nó sẽ ảnh hưởng. Chào mọi người nha, thì clip mà thăm hỏi và trao tiền cho gia đình anh Tâm đến đây là kết thúc. Thì hy vọng mọi người ai chưa giúp đỡ anh Tâm hoặc là có lòng thì có thể tiếp tục giúp đỡ em cháu qua số điện thoại mình sẽ để trên các bạn. Có gì liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình sẽ trao tiền tận nơi cho. Giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người trên kênh Nam TV trong những clip mới nha.